lần mọi người ăn mở này xíu ạ. Dưới nó hết giường luôn à? Hello. Làm mặt chị mua đó. Chập qua. Điện thoại chị hay điện thoại ai ta? Alo. Alo, chỗ chị Loan đúng không ạ? Ừ. Chị Loan ở trong hỏi là hiện tại mình còn làm không? Còn em. Mình làm tới mấy giờ vậy chị hả? 7 giờ em ơi. 7 giờ, giờ em chuẩn bị về tới 7 giờ là không biết mình còn làm không? Em cứ qua được, qua vẫn kịp. Dạ, rồi ok đó, thì bây giờ em chạy qua nghe. Ok em. Ok, ok, ok. Không để làm có việc. Ngán không? Anh này không đợi chị Loan ở đây. Anh này không đợi chị Loan. Anh này bữa qua gì đó. Đúng rồi. Sao hôm bữa tới là chị đi chơi đó. Anh ấy làm sao?
đi một cái luôn nha nè. Anh đi một cái nè. Đi. Ngu quá. Tại vì đi bỏ đi nhỉ. Để nó hư là đưa cho anh Bi mà. Lâu nay không đưa à? Phải chục cái lần mà. Một cái nữa. Mm-hmm.